Chào em trai mưa, cái này còn ghê hơn nữa nè. Em trai mưa đang ngồi rửa đồ rửa xe em nè. Wow, nó gãy ra làm hai rồi ông nội ơi. Chào bạn, lấy ổ khóa smart key cho anh đi Bin. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này, tại vì em đang quay clip này là lúc 7:30 tối. Thì ở đây là em có nhận một cái xe Vario của em trai. Thì bây giờ camera quay em, anh cái đèn trước nó bị bể đi. Đây nè, được rồi nè. Em trai mới gây án tung đây nè. Em trai gây án tung bị bể. Thì em trai có nhờ mình là chỉ thay mica đèn trước và thay mica đèn hậu sau. Làm lại nồi, làm lại máy nha. Cái phần máy là ở đây là chủ xe yêu cầu. Chủ xe được ba chủ xe cho lại chiếc xe này khoảng 2 năm. Mà ba chủ xe chắc dân xịn đó các bạn, đi đồng hồ cô xô luôn các bạn. Báo nhiệt độ, báo số km thay dầu, báo số km ô đô, báo đo bình ắc quy, báo đủ thứ hết trên cái đồng hồ này. Thì chủ xe nói là trên xe em có một số con ốc sét, được thì anh Tây cứ suy lại giùm em. Em nhắn lại là anh mở ra con nào sét, hoặc là con những con nào anh mở ra thì anh sẽ có si, những con nào anh mở ra mà anh không có mở ra thì anh sẽ không si. Bởi sao? Bởi vì không phải là một xe dọn. Với lại trên xe này các bạn thấy là sẽ có một số con ốc là Salaya nữa, cho nên là cũng không có si được đâu các bạn. Ví dụ phần bên trong được nó có xét cái gì á, mình si lại cho người ta đó. Chứ còn ốc kiểu ở ngoài rất là nhiều, full ốc boe đồ, ngày mai em quay cho các bạn coi đó. Thì bây giờ đầu tiên là tiến hành chẻ máy ra, bảo dưỡng máy zin lại trước cái đã. Chào bạn, bây giờ cái đèn này là bị bể nè. Giờ sáng sủi em quay cho các bạn thấy là bể nguyên lỗ cho bá ha. Chủ xe thì mica đèn trước, còn ở đây là cụm đèn hậu sau thì nó chỉ bị cũ các bạn. Với lại nó bị rạn. Rạn là sao? Là rạn bên đây nè, bên đây nè đó. Rạn là gì nè đó, các bạn thấy nó rạn không? Thì rạn này đó mình quýnh bách lại nó không hết luôn nha các bạn. Thì mình sẽ thay cho chủ xe luôn. Như lại có bể đây nè, bể đây nè. Rồi thì bây giờ là sẽ đem đi thay mica lại cho chủ xe thôi các bạn. Chào em trai mưa, cái này còn ghê hơn nữa nè. Em trai mưa đang ngồi rửa đồ rửa xe em nè. Wow, nó gãy ra làm hai rồi ông nội ơi. Nó nói cái xe nó ba để lâu hay gì mới cho nó đúng á, chắc để đậm nước đồng gì rồi. Rồi chặt chẽ đi anh em, ý là đi góc này góc kia đi cho chủ xe thấy. Wow, nó gãy ra làm hai luôn rồi đệ ơi. Bây giờ đồng ý cho mở thì mới mở lận. Wow, báo liền cho tôi nha, fan rồi lấy. Các bạn coi nè, thì bình thường làm mà làm máy xe ga các bạn, rút ơn sau ra không ai, rút ơn trước á. Nhưng mà do em trai này là bị tung bể cái đầu đèn, cho nên mình giật đầu đèn ra thì mình nó vô tình mình phát hiện. Thì các bạn thấy là nguyên cái phần ống sườn trước này nè là một nét bấy hết. Thì ngay cái phần này là phần cao, thì ví dụ đi ngập nước ngập đồ đi, nó cũng không thể nào nó bị như vậy. Thì cái này là cũng là cái thắc mắc của mình trường hợp này. Còn nếu mà xe ga đi á, nhất là xe clip Vario này của mình nè, nếu mà có quýnh sình lên nó sẽ quýnh ngay đây nè. Đó, các bạn cũng thấy dấu sình trước nè, văng sình lên nó sẽ văng ngay đây. Mà ngay đây mình rửa vệ sinh được mà cho anh xe này lại bị ngay đây là một. Và thêm một phần nữa là quan trọng là bên hông nè. Bên hông thì chỗ này là chỗ sàn rác nè các bạn, thì có bị thì không nói rồi. Đó, thì bắt đầu là mình sẽ xử lý những cái điểm này cho chủ xe ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Anh chào em. Thì bây giờ là camera quay thì chậm giùm anh. Các bạn thấy trình độ làm đồng á của người thợ làm đồng ở đây VIP hơn các bạn. Làm đẹp như zin, bền hơn zin. Đó, tại sao mình lựa chọn sắt dày hơn mà. Mà các bạn thấy dấu hàng người ta đi không? Ta đi cực kỳ đẹp và sắc sảo hơn. Rồi á, xong rồi cái ống chén á, cái ống chén là làm sao? Những cái xe này nè các bạn, thì tới đây nè là phần chén cổ này nó sẽ bị giãn ra do nó bị xét, mà mình cũng làm lại luôn các bạn đó. Anh em nói nó đẹp là vậy á, và thế đảm bảo độ an toàn nữa nha. Ở đây là bền hơn zin luôn á. Rồi các bạn thấy nè,
ở đây là làm đồng xong. Thì giờ sau quá trình làm đồng xong này á, thì bắt đầu em sẽ bỏ em sơn tính điện lên hết nguyên xe. Còn mà tới đây mà thực sự mà ai mà muốn rẻ nữa thì bắt buộc luôn là em tự sơn ở nhà. Tiền làm đồng á ai cũng làm được hết, nhưng mà để làm đồng được cái sườn này đi đó, camera thấy anh tổng thể cái sườn luôn, lùi về lại một bước chân. Thì mình hỏi các bạn này là công người thợ mà người ta rã ra hết như vậy rồi người ta ráp vô lại là bao nhiêu tiền công đó. Mà mình nói với các bạn tiền làm đồng sườn làm được, tiền công trả được luôn, nhưng mà phát sinh kèm theo. Phát sinh kèm theo là cái gì? Sơn cái sườn. Thì bây giờ sơn cái sườn mà anh em nào mà xấu kệ nó đi, em tự sơn ở nhà bao bền, bền ghê lắm nha, nhưng mà nó xấu rồi. Thêm bộ chén cổ thôi, không thể nào không phát sinh được, bắt buộc là phải có bộ chén cổ. Chưa kể là cao su có đồ trên đây mình giật ra rồi nó hư nữa các bạn. Là cái đó bắt buộc nó hư chứ không phải là kêu người thợ giật ra mà hư, bắt đời người thợ là oan cho người thợ lắm. Rồi bây giờ em đem cái sườn đi sơn cái đã. Cảm ơn các bạn. Anh chào em, ở đây là máy xe em ráp trước, sườn sơn chưa có. Máy xử lý kỹ nha, phải rửa cực lắm, tại vì cái phần láp nè vô nước hết luôn, bị sét á, anh xử lý lại cho em. Giờ phần tay dơn thì mời camera tới đây đó. Ở đây thì thay tay dơn cho em nè, thay bật đạn dơn cho em nè, còn vết tích mà cái máy mình nó vô nước nè đó. Rồi cái sét nó bị sét máy dơn á là do máy mình vô nước ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy tổng thể là một cái dơn nó sẽ gồm ba bộ phận, một là cặp bật đạn dơn, hai là tay dơn. Thì tay dơn này á là sẽ thay nè, bật đạn dơn không sẽ thay nè, thì hai máy dơn này của người ta là không thay đó. Rồi về phần lốc của em á thì là anh sẽ rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho em, rửa thiệt sạch này, móc hết các đất đồ ra, bật đạn láp đồ thay hết. Cái máy mà nó vô nước bật đạn láp đồ là nó sẽ gào hết ha. Rồi bên đây là phần lốc còn lại thì cũng rửa sạch sẽ cho em luôn đó. Camera đứng yên đó nha, để anh phê thêm một cái nữa. Anh phê là nắp láp, nắp láp bên đây là nó cũng sẽ bị vô nước này em đó, là anh móc hết các đất đồ. Bật đạn láp, phốt láp này là nó cũng có hư rồi nè, rồi anh sẽ thay phốt láp, rồi anh sẽ thay bật đạn luôn. Bật đạn này là bật đạn nó chịu cái cốt láp nè đó. Rồi là ba phần là xong ha, là xong vấn đề về lốc dơn. Xe ga đơn giản lắm, bên trong là nó có cái dơn thôi. Qua phần hoài, phần hoài thì anh không biết là lý do là đam mê tốc độ hay là cái gì đó mà là đang sấy là trái 57 cốt 3. Bây giờ anh cho em là trái 58 luôn, là anh sẽ gắn cho em là nguyên cái lòng đất Việt Nam là lòng trái bạc ác đó, là bích tông ở 58 sẵn, là S tăng đa nha. Rồi, camera tới đây nè, bộ bài S tăng đa nè, cốt không nè đó, bích tông cũng vậy nè. Thì SH mình Việt Nam mình thì nó lớn nó hơn được 1 ly, còn xe mà xe nhập á, xe mà Indo là xe Thái thì nó 57 à. Đây đó, bê tông chính hãng, lòng mà các bạn ráp lòng chính hãng, bê tông bạc chính hãng thì độ bền là vô địch rồi các bạn đó. Là đây là phần lòng, là anh mua full lòng trái bạc áp bê tông mới cho em. Và đầu thì đầu bờ của em đang đi xuống bắp CNC sẵn, thì anh sẽ để lại cái đầu bờ dinh của em, anh xé số bắp, anh chỉnh miệng rồi lại vẫn đi hai số bắp CNC luôn. Bởi vì nếu mà khi anh làm á mà cái số bắp này của em á mà có rơ có đồ á thì anh cũng sẽ thay lại số bắp CNC à. Và số bắp CNC này người trước làm á là một loại số bắp tốt, cho nên là anh sẽ để lại anh làm cho em. Mình hồi xưa giờ mình không bao giờ mình chơi ba người khác nha các bạn, phải công nhận điều người ta làm, nếu người ta làm đúng thì mình sẽ làm, mà để em làm lại chứ không có bao giờ chê là chỗ này nó làm gì là đi xuống bắp độ vô trong cái xe dinh hay gì đồ hết, không có. Bởi vì nếu mà bản thân em làm em cũng sẽ thực hiện lại cách này cho em trai chủ xe. Về họng xăng kim phun đồ là anh sẽ gỡ ra vệ sinh co xăng đồ, họng xăng đồ sạch sẽ hết cho em là từ trong ra ngoài đó, co xăng là ở trong luôn, cũng vệ sinh sạch sẽ luôn, họng xăng đồ cũng vậy. Và sau khi làm xong, khi mà nổ máy được á, anh sẽ tiến hành cái bước là kiểm tra hai TBS, cái TBS và cái cảm biến bên đây cho em đó. Rồi về phần mà em coi trên mạng, mà ví dụ em coi trên TikTok hay cái gì đồ, em thấy mà anh em mà đấu đá mà chị rung chị rần đồ á, nó là do bạc treo máy, cao su treo máy đồ á, thì riêng tiệm anh á thì anh không có đấu mấy cái đó. Nhưng mà khi làm là những cái này nè anh sẽ thay luôn. Bởi vì sao? Bởi vì
căn bản trên xe mình là nó sẽ có hư sẵn rồi, nó sẽ bị nứt và bị tét đó. Còn cái này là cái cao su của cái giá động cơ á đó. Đó thì cao su này anh cũng sẽ thay luôn. Nói chung là những cái cao su mà kêu là giảm chấn, giảm rung, giảm rặn trên xe là sẽ được anh thay hết rồi. Cam cò trên xe em á là anh sẽ xài lại cho em, anh xài lại cam cò của em thì anh sẽ tiến hành là thay hai phốt số bắp, hai ốc tán chỉnh cò cho em đó. Rồi là xong. Về phần lắp này của em nè thì anh sẽ để anh xài lại, anh không có thay nhưng mà anh sẽ thay full mặt đạn lắp đó. Anh thay full mặt đạn lắp cho em rồi. Trên cái xe ga nó quan trọng nhất, những cái xe ga mà có máy nước á, quan trọng nhất là cụm bơm nước, bộ phốt bơm nước. Thì ở đây là anh sẽ thay cho em là nguyên một cái bơm nước, nửa bên bơm nước đó, là nó sẽ dính là cốt nè, cốt bơm nước nè, bật đèn bơm nước nè, phốt bơm nước đồ trong đây đầy đủ. Nhiều anh em không biết thì anh em sẽ mua nguyên bộ, còn anh em nào biết như tay rành nè thì mua nguyên nửa cái bên đây là xong đó, là sẽ thay vô cho em trai ngon lành luôn, mình khỏi cần thực hiện thao tác là cạo ra đóng phốt bơm nước rồi vô, mất công lắm. Sơn cam là thay sơn cam mới, toàn bộ xin phốt hãng đồ á là thay mới hết cho em, ròn chân, ròn láp, ròn bơm nước, lông đền xả nhớt, ốc xả nhớt. Ốc xả nhớt trên xe em hư ha nên thay lại cho em. Còn đây về phần nồi, phần nồi thì các bạn bỏ tiệm nào làm á thì tiệm đó sẽ canh theo ý người ta. Giống như ở đây là chủ xe sẽ muốn xe chạy nhẹ chút cho nên là mình sẽ đi một cặp nhôm, mặt nhôm 7 độ cho chủ xe. Bố nồi thì bố nồi sau mình vẫn sử dụng là bố nồi zin các bạn, để không có đi bố dán à. Nó tùy vô trường hợp. Đó, dây cura thì anh sử dụng dây cura một mặt. Nồi mà cái vấn đề mà dây cura một mặt hai mặt mà anh em xe ga đấu nha các bạn, còn ghê hơn là anh em xe số nữa, nhiều ghê lắm, phức tạp lắm. Thì tiệm em thì không có thị phi với đời, không hơn thua. Thì mình chỉ nói ngắn gọn, anh em nào mình tin tưởng á, làm tiệm mình thì mình sẽ thực hiện thao tác theo cái cách tiệm mình làm mà mình thấy ok và phù hợp với tiệm mình nhất. Thì ở đây sườn xe Vario này sau khi mà làm đồng xong rồi các bạn. Đó, thì bây giờ em đã sơn lại. Sơn lại toàn bộ cái sườn ha. Thì sau khi mà sơn lại như vậy nè thì dĩ nhiên các bạn phải tốn bộ dán cổ. Đó. Làm những ba làm dán cổ lại, với lại xe này em có làm phục trước cho chủ xe các bạn. Rồi bây giờ là sẽ tiến hành là bắt đầu em ráp lên. Đó, sườn mộng đồ chắc cú rồi ha. Và ở này là mình sơn tĩnh điện lại thôi các bạn, cho nên là nó dày hơn nước sơn zin, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Đi không có sợ bị mục sườn, xét sườn nữa. Chào các bạn, thì mời camera quay sơ di chuyển camera. Em bên trong xe này thì em không làm gì hết các bạn. Đúng nghĩa là em rút nguyên cái sườn ra, em làm đồng sườn. Thì bữa là bị mục ở đây nè các bạn. Đó, thì bây giờ làm đồng xong và ráp vô lại. Thì khi mà ráp vô lại á, nó sẽ gồm những cái bộ phận kéo theo, ví dụ như là phần chén cổ và dây và cao su. Ví dụ dây thì những cái dây ga, dây thắng, dây ga, dây thắng đồ là em xúc rửa, em xài lại hết đó. Và em sẽ kiểm tra điện. Như riêng cái xe này thì lại phát sinh vấn đề là về điện nha các bạn, bởi vì chủ xe đi đồng hồ cô sô nè đó, cho nên là phải câu điện lại toàn bộ. Và các bạn đã thấy giờ hệ thống điện là nó gọn lại hơn cũ luôn, bởi vì là mình đi điện mình bỏ tiệm làm điện. Và xe này có chết một ơ su của ổ khóa là cái này nè các bạn, em mua lại đồ hãng em thay cho chủ xe là cục này nè đó. Thì bây giờ là đã xong 100% rồi, thì bây giờ là sẽ tiến hành là ráp hết dàn áo. Thì trước khi quá trình ráp hết dàn áo là em có bỏ rửa dọn cho chủ xe luôn để chi tiết máy rửa sạch sẽ, rồi cái việc mà mình ráp máy rửa xì nhớ hay không dễ kiểm soát. Em chào các bạn, em sẽ đọc những phần em làm cho xe này. Một là làm máy, là các bạn thấy một cái chi tiết, một cái clip quá chi tiết đúng không. Hai á là pha đèn trước. Pha đèn này á là trên xe chủ xe đi tung bể gì đó là mình thay là một. Rồi Mika cụm đèn hậu sau này thay lại luôn là cũng đẹp trai luôn. Rồi thì để thay được cái này các bạn phải đem ra tiệm, những cái nơi nào mà người ta chuyên xử lý đèn này nè, người ta có một cái máy hấp nhiệt, người ta hấp nó, người ta tách nó ra, người ta đi keo lại, người ta thay vô thì mới an toàn, đừng tự tách nhà, tách nhà dục luôn bỏ. Rồi tiếp là một cái mặt nạ trước, thay cho chủ xe làm cái mặt nạ trước. Rồi chủ xe yêu cầu là gắn vỏ Michelin Pilot 2 đây, xong luôn. Thay cho chủ xe một cái lọc gió STB, xong luôn.
lọc gió này trong suốt nên nhìn thấy được cái lọc gió ATB ở trong nha. Rồi chủ xe lưu ý cái phần này nè, cái công tắc mà pha cốt á là không có thay nha. Tại vì á anh câu lại được cái chức năng mà rờ vô cái hộp á, cái hộp điểm G á cho em á là nó tắt mở đèn lại tí rồi tí. Thằng này nó chuyên móc nè các bạn. Rờ móc ở đâu? Đó, rờ ở đây nè. Đã bắt đầu đèn sáng nè. À quên rồi, rờ mình móc không tới các bạn nè, rờ đó. Chạm nhẹ các bạn à, rờ đó. Cảm ứng tắt mở. Mở lại cái thôi fan. Rồi tiếp là làm gì nữa à? Làm cổ phụ chén ba trước. Thay chén cổ là tại vì các bạn rút cái sườn ra, các bạn làm đồng đồ á thì bắt buộc là hư chén cổ rồi. Sẵn mình thay hai chiếc phụ chủ xe luôn, xe có hư hai chiếc phụ. Rồi thay bố thắng sau. Đóng bạc hai tay thắng là mình đóng lại hai bạc này để nó khỏi rơ lắc nè các bạn. Xe ốc nguyên xe. Lúc đầu á là mình có báo với chủ xe là mở ốc nào ra xe ốc đó thôi. Còn sau này thì rút nguyên cái sườn ra làm đồng thì dĩ nhiên là phải xi ốc hết toàn bộ rồi, cho nên là xi hết toàn bộ xe luôn. Đó, nó không chênh lệch nhiêu tiền hết các bạn. Bao tay cúp 125. Làm lại điện là sáng em có đọc cho các bạn rồi, xúc dây ga làm nhẹ dây ga. Và thay một cái ECU của Smart cây này là các bạn. Nó sẽ có một cái bộ điều khiển thông minh của cái này ha. Rồi, bố thắng trước, vệ sinh heo dầu trước. Làm đồng sườn xong 100%, vậy là ngon lành. Tối nay em chạy thử, trước khi mà em chạy thử là thằng Tý là thằng làm xe này, thằng Tý nó chạy thử 2 ngày. Tới em đêm nay em chạy thử nữa mai em giao xe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào bạn, hôm nay là em tiến hành là em chạy Rurai, xe Vario làm đồng sườn làm máy. Tất cả mọi chi tiết là xong rồi, mai chủ xe sẽ tới lấy xe. Thì tới giai đoạn này là phần của em các bạn. Bởi vì em là chủ tiệm, mình phải đứng ra mình chạy thử kiểm tra và canh chỉnh cho chiếc xe này đó. Thì tất cả mọi cái chi tiết ở trên xe á thì ở đây không phải là xe dòng mới mà là người ta vô làm máy thì vô tình là phát hiện ra xe làm đồng đó, cho nên là mình phải tiến hành là mình làm. Thì nếu mà có những cái sai sót nào mà nhỏ hay gì á, mình sẽ hỏi chủ xe là trên tình trạng cái xe của người ta đang bị vậy, khách hàng có muốn làm được không, để mà làm thêm. Còn không thì mình cứ tiến hành giao xe.